thiệu cả nhà là hôm nay mình là lên chậu cho cây hoa giấy tím Huế nhá. Mịn màng luôn nhá. Quá đẹp. Này chỉ mất vài năm nữa là chăm sóc, chịu khó chăm sóc là nó sẽ ra hoa, ra tay tán. Mình sẽ tiến hành cắt giật. Khi nào tay tán bông nó đẹp đều đấy, sẽ để cho ra hoa các bạn sẽ. Đây là cắt như thế này là đúng theo kiểu cắt giật nhá. Ngắn mà cây đang nằm nha các bạn nhá. Đấy, đang nằm đổ này. Cắt dựng lên. Cái cây này nếu mà xe máy cẩu mà vào được ấy thì rất là tuyệt vời. Những phần cành thì mình để nguyên, cẩu không vào được cho nên bắt buộc mình phải cắt. Đấy, các bạn nhìn này, trồng trong góc vườn nhà đi vào đây khó lắm, nhìn chưa, mịn màng luôn nhá. Gốc cồn thì rất là đẹp, lần đầu tiên mình thấy là trên thị trường cả nước thì cũng có rất nhiều gốc đẹp, nhưng mà các gốc mình thấy là phần lớn là nó hay bị lũa. Cái cây này của mình là không lũa một tí nào nhá, nên lần này mình đánh nó về cho lên chậu cũng mong muốn là làm cho nó không mịn màng và không bị lũa để cho nó ổn định lâu về dài. Đẹp lắm các bạn.
chốt đấy nhá. Đấy. Phải có kéo lại nhá. Thật. Các bạn luôn. Xong là quấn thêm vải không? Không. Quấn thêm vải vào tay không? Cho vào vai là được. Ngọn lên trên lắm. Ngọn hết cái rồi. Từ từ đã. Bộ gì? Từ từ đã. Không, cứ bình tĩnh để tính toán đã. Rồi. 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 Mẹ cái dễ kia. Đâu? Đấy to đấy. Nó to cắt mà. Cắt. Không tí nữa, không cắt bỏ đoạn đấy nữa đâu. Dập rồi. Không, dập đâu. Không phải là cắt từ cưa thì nó nằm không, chứ là bây giờ sợ từ cái đoạn cắt nó vào ấy. Từ cái đoạn cắt nó vào là bắt được. Bây giờ dựng nó lên để quay tiếp. Dựng nó lên. Đưa đến cái gì ra không? Thôi một quay. Từ từ đã. Vâng, từ yên cho vào đây. Từ từ. Này tất lấy găng. Từ từ để quay. Cho 5 thằng kênh nhá, cho nó là số đẹp. Số đẹp. Đây này. Nào, 1 2 3. Úi giời. Ơi. Nó cao hơn mình đấy. Kia vừa. Nặng không? Xuống dưới này đi cho dễ. Không, đi hẳn xuống dưới đi, xuống dưới cho rộng. Thôi đi thẳng đi. Ơ hay lên thì tùy. Ơ là thế lên thì xoay góc luôn lên. Ơ nếu không đi luôn ra cổng đi. Hoa giấy nha các bác nha. Trên đầu đừng có xoay. Xoay là trượt vai đấy. Chờ, bác đâm cây cau kìa. Từ từ. Úi. Đẹp quá. Lên sân đi, cái lên sân này, lên hạ sân này. Úi giời ơi.
Cái hoa giấy khủng luôn nhá. Hạ nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng nhá. Nhẹ nhàng thôi. Rồi. Đấy nhá. Cây hoa giấy đại thụ luôn. Khủng khiếp luôn. Chưa đo vành bao nhiêu đâu. Ở nhà đi. Không đổ, đổ sang em. Có đổ không? Đổ sang em. Vẫn đổ à? Rồi đợi tí. Mình quay cái video này chơi chơi để giải trí thôi nhá. Đây mình dùng cái ống tím nước sắt của Hòa Phát này. Ống sắt của Hòa Phát, ống 27. Ống 27 mà mình hàn ở bên trong nhé. Đây là một cái đai ở trên, còn ở dưới một cái đai như thế này nữa. Và ở dưới là nối như nối leo lên, các mạch nối lên. Sơn chống gì? Chậu thì giả đá. Nhìn thì các bạn nhìn được đoạn lắc. Đây mình quay sát để các bạn thấy được nhé. Là cái cây hoa giấy này nó nằm trong chậu là hoàn toàn đứng tự thẳng tự nhiên nhá. Mình vẫn lấy cái ngọn nó làm trục chính. Đấy. Cái khung này là chỉ để phòng trong trường hợp là có gió bão thôi nhá. Đấy nhá, vẫn khoảng cách. Khoảng cách, giữ khoảng cách đây nhá. Đấy, chiều ngang. Đấy, các bạn nhìn lên trên này. Đấy. Hoàn toàn nó nằm ở giữa nhá. Không phải đỡ một cái gì cả. Đấy. Cái chiều này thế. Sắt sợ nó vết thương thân nhá. Cái cách làm khung sắt như vậy. Nếu mình hôm nay mình cho lên chậu, quyết định cho lên chậu và mình đã hàn khung cho nó nhá. Cái chậu này của mình là chiều rộng là 1 mét vuông, còn chiều sâu thì nó khoảng 80. Tức là chiều cao của chậu thì khoảng 80, trong lòng sâu thì là 60. Trong lòng chậu là 60. Đấy, cây rất là đẹp luôn, bề thế luôn nhá. Già đẹp, nhẵn nhụi, không có một vết lũa, một vết xước, một vết sẹo nào cả. Quá chất luôn. Hiện tại mình hàn cái khung sắt kia thì nó cũng
để cho tương lai thôi, và cho phòng những lúc mưa gió bão bùng thôi. Còn cây hầu như là đã đứng được, sau khi trồng ở chậu là cây đứng thẳng được, không phải suy nghĩ gì cả. Mình quay sát lại cho các bạn xem thân cây này. Chỉ có duy nhất một chỗ này là nó có một cái cành, cái cành thì mình là có vết cắt đấy, vết cắt thì mình đã dùng keo liền sẹo bôi vào. Các cái tay bay trước là các cái tay bay dài đẹp lắm, nhưng mà vì nó nặng nên là mình lại không, vị trí nó không cẩu không vào được. Thế cho nên là mình đã quyết định cắt ngắn. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Thật quá mịn màng luôn nhá. Đây, quá đẹp. Này chỉ mất vài năm nữa là chăm sóc, chịu khó chăm sóc là nó sẽ ra hoa, ra tay tán. Mình sẽ tiến hành cắt giật. Đấy, khi nào cái tay tán bông nó đẹp đều, lúc đấy sẽ để cho ra hoa, các bạn sẽ thưởng thức. Đây là cắt như thế này là đúng theo kiểu cách giật, cắt giật nhá, cắt ngắn mà, cắt ngắn hay là cắt giật. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, ở cái vị trí nào nhìn nó cũng lắc. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem video nhá.